Nha Trang Resort and Spa. Bông ở Nha Trang đẹp kinh khủng luôn. Look Asian. Nha Trang đẹp quá, bông hoa đẹp quá. Anh như bông hoa nở quanh năm anh. Bông giấy nở quanh năm luôn. Đẹp kinh khủng luôn, đẹp kinh khủng luôn. Hôm nay đi tàu nước cấp tốc vô Nha Trang. Cái này đủ hết không? Vô đủ đấy. Dạ đủ ạ. Mua riêng một mình nhà mình thôi. Okay. Giờ bắt đầu đi xuống bến tàu này, đi qua bên thành phố Nha Trang. Trước khi tới phi trường Cam Ranh.
it fast. A lot faster than the cable car. This is a harbor station for the cable car and speedboat. Okay.
for the next flight. Bánh trung thu ăn lễ. Nam Bình Nguyên. Đúng rồi. Dạ, Vinpearl xin chào anh ạ. Dạ, ok, xin chào chị. Em xin mời gia đình mình. Gia đình mình có hành lý ký gửi không anh? Có. Dạ, em xin mời gia đình mình lấy hành lý ký gửi lại bên chị số 5 ạ. Ok, cảm ơn. This is Đà Nẵng International Airport. Yep. You can do it, Tommy. You can do it, Tommy. Yes. Is that everything? Da Nang International Airport. Da Nang.
Highland Coffee. Đang ở sân bay Đà Nẵng đợi xe đi vào Vinpearl Nam Hội An. Hai chiếc VinFast luôn. VF8. VF8 Plus với cả E34. Mình đang ở Đà Nẵng các bạn ơi. Đà Nẵng đẹp quá các bạn ơi. Đà Nẵng thời tiết rất là tốt. Hôm nay không có nóng, không có gì hết. Trong quán cà phê Highland Coffee. Highland Coffee của Việt Nam. Quán cà phê nổi tiếng của Việt Nam. Hey, you guys like the coffee here? Yes. Is it good? It's good. Good? I like it. And what is this? I don't know. It's a robot. Is it for sanitizer? They give you a thingy for washing your hands. Oh. Yeah, oh. Washing your hand. Vietnam is so high tech. Notice how it has English letters. In Vietnam, there's no tip. They, when you buy food, people don't expect tip from you. This is Vinpearl Nam Hội An, Vinpearl South Hội An. Face ID. Ryan. Face ID for Nam. Cocoon restaurant. It's
It's the same. Mới tới Đà Nẵng, Hội Nam, Hội An, Vinh Phơ. Mệt quá trời luôn. Đồ ăn quá trời nhưng mà gần 10 giờ. Ok, mệt. Con ếch. Oh, a lot of them around here. Có nhiều ếch quá không? Five zero three. Our new giant viola. This viola is newer and is more modern. Okay, cảm ơn bạn. Dạ, có mấy bạn kia cô ạ, à, con đi đâu phòng khác. Ok, welcome to Vinh Phơ, Nam Hội An. Golf Vinh Phơ Resort and Golf Nam Hội An. Đà Nẵng, Đà Nẵng. It's our villa. Villa in Đà Nẵng is more modern. Villa ở Đà Nẵng đẹp hơn ở Nha Trang, nó modern hơn. Này là kitchen, bar. Ooh, look at this. Villa is like a hotel. And look at the light in the ceiling. Crazy gorgeous. Đẹp quá. Cái villa này, phòng khách này rất là sang. Cửa sổ rất là to, cao. Đấy chứ, nóc nhà luôn. The spa, it comes with a package. It is? Mm-hmm. I don't know. You can talk to them. Okay, đây là cái hồ bơi ngoài. Wow, hồ bơi. Ghế nằm. Cái này ban ngày. In the daytime, it's beautiful. Ocean front villa. Ocean front villa. Có sân cỏ. Ocean behind a wall. Oh. I guess we'll check in the morning. Buổi sáng sẽ coi, bây giờ không thấy hết trơn. Cái sân quá rộng. It's very big. Very big. You can go swim right now.
coi đã. Step 3. Yeah. Do you have the water running in that? Mm-hmm. I'm gonna turn it off. This is our room. Look at the TV. Wow, TV. Uh-huh. Yeah. Chưa có đủ đâu. Nó hai người tắm được rồi. Yeah. Cửa tủ quần áo mà coi phòng của thằng kia, mấy thằng nhóc. Cái này là guest restroom. I watched it. Why? With my friend. It was pretty good. It was like Divergent, but like, is this Rocky? Yeah. Đây là cửa trước phòng của Sam and Robin. Này giữa hai phòng ngủ. Tủ quần áo. Gỗ đã gỗ tốt. Phòng tắm, bồn nước. Wow, shower này to quá. Big shower. Bàn làm việc. Ok. Cửa sổ nhiều quá, không biết đi hướng nào. Nhà này to thật. Kiểu hiện đại. Này là room service. Where quintessential cultural essence gathers the wonders of five continents and four seas. Đây là room service, cái này là gọi đồ ăn, dịch vụ ở trong phòng. Bún bò Huế 10 đô, bánh mì 5 đô. Còn đồ Mỹ là 320, bò lúc lắc 320 ngàn. Thì nó đắt thiệt nhưng mà tiện. Room service. Này là cái TV remote.
yoga. Come with a packet. Akoya. Akoya Spa. Cái này nghe nói nổi tiếng thế giới, spa của Vinpearl. Ok, chia sẻ với gia đình. Cái này ban ngày nhìn ra ngoài sẽ thấy biển. Nói cái căn villa này gần sát biển.